Hà Kiều Anh phản hồi về việc bấm điện thoại khi chấm thi, theo dõi livestream để nắm bắt được toàn cảnh. Hoa hậu Hà Kiều Anh khẳng định cô luôn chấm thi một cách nghiêm túc và nhiệt tình. Chiều ngày 26 tháng 9, ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Việt Nam đã công bố vương miện cho tân hoa hậu và 4 tiara cho á hậu cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ngoài ra, ban tổ chức cũng họp báo và trả lời câu hỏi của các phóng viên về các vấn đề xung quanh cuộc thi. Tại đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã thẳng thắn chia sẻ về ồn ào mải mê bấm điện thoại khi chấm thi. Theo đó, trưởng ban giám khảo Hà Kiều Anh đã cho biết cô có kiểm tra điện thoại vào lúc giải lao và không ngờ hình ảnh này lại lọt vào ống kính máy quay. Đặc biệt, do vị trí của ban giám khảo khá xa khu vực sân khấu nên thỉnh thoảng cô sẽ theo dõi qua livestream để nhìn được toàn cảnh. Hà Kiều Anh khẳng định rằng cô và các thành viên khác luôn theo dõi sát sao các thí sinh, ngay cả trong lúc luyện tập để nắm bắt rõ tính cách và hoàn cảnh của từng người. Những gì mọi người nhìn thấy không phải là tổng quan. Chúng tôi luôn theo sát thí sinh từng ngày từng giờ, ngay cả khi chưa trang điểm. Có những cuộc họp tới 5 giờ sáng để xem lại hình ảnh của từng thí sinh nhằm tránh nhầm lẫn. Ban giám khảo làm việc công tâm và nhiệt tình, Hoa hậu Việt Nam 1992 chia sẻ. Cô cho rằng tất cả các giám khảo đều chấm thi nghiêm túc và nhiệt tình. Trước đó, Hà Kiều Anh nhiều lần bị netizen bắt gặp đang bấm điện thoại khi thí sinh trình diễn trên sân khấu. Điều này khiến cho nhiều khán giả bức xúc khi cô là trưởng ban giám khảo nhưng lại tỏ ra lơ là, không quan tâm đến thí sinh. Tuy nhiên, trước lời giải thích của Hà Kiều Anh thì dân tình đã hiểu và tỏ ra cảm thông hơn. Được biết, các thí sinh gấp rút tập luyện để chuẩn bị cho đêm bán kết ngày 28 tháng 9 và đêm chung kết mùng 1 tháng 10, ngay sau khi đăng quang. Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 chỉ có vài ngày chuẩn bị trước khi lên đường sang Indonesia, tham dự Miss Grand International 2022 vào mùng 4 tháng 10.